Okay, now we learn the new word first in unit 14. Angry, angry. Happy, happy. Sad, sad. Lonely. Everybody, we start to learn our lesson. Xin lấy con bốn sai chữ thứ mấy? Xin chào đam riêng là nó không bị điện thì buồn hỏi hay lớp dương mò chắc là mình bị điện thì đọc buồn đi tạm đó nó không bị điện thì cứ cô ổng nó cứ trong hợp ổn talking about how you and your friend feel today, describing what made you and your friend feel sad, happy, angry. Chúng nó không biết đến cái bộ lần dần ông bị cà pra quân niệm môi chùm luôn tệ toàn lần ả rộng mình đã bộ chạy bộ niệm bị ả rộng và bộ được pra quân niệm đôi nó không biết đến thì đọc buồn này. Được nông video về đến ý, cứ lực rưu bàn thọt và đặt láng cứ ăn bỏ prai bần dưới chạy recording ở phần sắp nâng bỏ prai recording nâng bỏ prai recording ở phần sắp ở cạnh cho bạn thêm tiền cô ông lõng cứ phần lực video này láng cứ chùm lùi xe mặt lấy phần phố để ở riêng sau ớt sau của cái chẳng phần ai cho video bỏ lực rưu này mơ mình thèm tiền năm bay phong được chấm nét đồng vốn hỏi vô chữ ba cần đặt lắng chuyên môn đó nhưng chậm đã. How do you feel today? Ta đã mi rom nhưng mạch đấy thằng ngày này today ta đã mi rom nhưng mạch đấy thằng ngày này feel. How do you feel today? Get out of bed được chuẩn bị kẹt get out nó như bây giờ được chuẩn bị kẹt. How do you feel today? Okay, now look at the picture. What can you see? And what can you know how they feel? Write a new word in your notebook. Listen and check. Chẳng cho mẹ phụ nâng vô bị thằng ngon nâng ạ. Cụ con chỉ môi nâng ở rộng rồi bỏ phụ kì. Bị mùi mùi nó tẹt to nó bị ả rộng nó cứ rụp hiệp mùi nà angry ta rụp hiệp mùi nà khẳng happy sắp bài sad kìm krom lonely ai cả hot nằm cold chạy sick chư bore ấp sọc excited excited nó cứ rụng phơm excited hungry hungry nó cứ clean hungry tập ôn sẽ đọc thêm nó từng ọc thế TypeScript 5.14.1 angry angry, excited, excited, sad, sad, hot, hot, sick, sick, bored. Bored. Happy. Happy. Lonely. Lonely. Cold. Cold. Hungry. Hungry.
Why is Dara in bed? Hay là với Dara nó lời kể. Listen and check. Bốn sản phẩm mới. Tape script 5.14.2. Dara! 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 Oh my goodness! Where is that boy? Dara, why are you in bed? I am not going to school. Yes, you are. No, I'm not. You do want to go to school today, Dara? No, I don't want to. Why not? How are you feeling? I'm lonely at school. I don't have any friends. I don't want to go to school because it's so lonely. Dara, that's not true. What about Bopa and Sapal? And that nice new girl from England, Linda. You have lots of friends at school. You're not lonely. Yeah, but I'm sick. Oh, I feel so sick. Feel me. I'm hot. Dara, you're not sick. You are fine. Get up. I don't want to get up. It's too cold. I'm really cold. It's too cold to get out of bed. Oh well, there's nice hot eggs for breakfast. But if you're too lonely, sick and cold to go to school... I'm up! Okay, person born bị bắt đập. Ôn ai mơ nó tổng qua càng chống. Pi rồi đọc rồi mùi. Tập. Chẳng được tổng qua pi rồi đọc rồi mùi. Lục lưu lòng bọ prai à sẵn bọt. I don't want to go to school. Khyom mon chong tau rian te. Dara mam, mak robos Dara ni jey. Dara, Dara, Dara. Oh my goodness. Oh preah chu mechah oei. Where is that boy? Ta khmey proh no nau ai na. Dara. Why are you in bed? Had a ban chỉ cô nó lời kể. Dara nói ta, I am not going to school. Mình là cô nó tôi riêng tế. Mà bỏ Dara nói ta, yes you are. Chà, cô. Dara nói ta, no I'm not. Tế, cô mình tế. Dara mà rồi bỏ Dara nói ta, you want to go to school today, Dara. Nét. Mình là con trong tàu xa là ngày này. Dara. Dara dạy thà, no, thế, I don't want to. Phương mình chọn thế. Dara mạng bỏ Dara này dạy. Why not? Hãy đáy bàn chị mình. How are you feeling? Mình là ta nhạc cầm phương mẹ rộng như mạch đá. Mình là ta cô nâng cầm phương mẹ rộng mạch đá. Dara, I'm lonely at school. Mình là con ai cá nó nâu xa là. Thế là ta ai nhé. I don't have any friends. Khi chúng mình miền bật bẹt class D. I don't want to go to school. Mình là cô nằm trong tàu riêng tê bị pru bia. Ai cả bị. Dara mà mạ bò Dara. Dara. That's not true. Mình bật tê. What about bộ phải? Cho ông bị bộ phải nằm sụp hóa lặng nhau mạnh đáy. Đại lọ. Đại lọ cư chì của mình sẽ đọc sát. Mô bì ông rê. Linda. You have a lot of friends. Con miên mật vệ chỉ cho nó ở xa là. You're not lonely. Con ở ai cả thế. Chẳng là ở ai thế. Dara nói, yes, but I'm sick. Có một tác nhóm chư. Oh, I feel so sick. Nhóm chư ơi. Feel me, I'm hot. Nhóm cái đau này. Dara mà mạng bỏ Dara nói vậy. Dara, you are not sick. Con mật chư thế. You are fine. Con... สบายสบเพียบหล่อนะ get up กรอบลาครับเดย์ดารันเยธา I don't want to get up โกนมันจังกรอบเดย์ it too cold เวลังเงียไป I'm really cold เคียมเงียไป it too cold เวลังเงียนะทำไมเจนพิกแรมาบอดาระ oh well there's nice hot egg เมียนสุดกราวกราวสักหล่อหล่อสำหรับหัวไปครับBạn có bật tay bởi sân con ai cà phê, chích chư hay nâng rộng nghĩa, tao sẽ làm.
Ta ra như ta em up, em up, em up. Nè, cọc là chân bật sân phố, sẽ đọc bản bản của anh mơ. Đọc lục cru, phân dưỡng bỏ prai, bỏ đọc tiết. Are these things true or false? That I want to go to school. That I eat in bed. That I say he has a lot of friends at school. That I mom think he is sick. That I say it too cool to get up. They are hot apple for breakfast. Chúng con ai đọc xa lần với những rưu gọi tổng mở thêm là tổng bộ khẳng chống thêm 5.14.2 để bây check bởi dụng ổng nâng mở ta true or false. Complete the sentence about you bông bình bởi dụng thêm ổng nâng ổng bì nét nó không lột bụng. I feel bored nhưng mẹ rộng tha ọc sọc nát nó bề chúng mình rong ốc sọc nó được bị được nhóm thuê hồn vợ nhóm mình rong thuần tròn bố nó cứ ốc sọc rất là thuần tròn. I feel happy khi nhóm sọc bài feel lưng mình rong bằng tay được viên chỉ linking verb nhưng mình chẳng phải tham mình rong các bạn này khi nhóm sọc bài được bị. I feel sad khi nhóm cream crumb được bị. I feel lonely khi nhóm ai can được bị. I feel hot khi nhóm cram được bị. I feel cold when khiom nghe nó về. I feel sick khiom chư nó về. I feel excited khiom rung hợp nó về. I feel hungry khiom khăn nó về. I feel angry khiom khăn. Anh ấy khiom clear nó hungry. Anh ấy angry clear nó về. Are you the same as your friends? Ta đã đôi những mật phẹo bỏ nẹ ra được thế. Ask and answer question. Do you feel bored? Ta nè thuần tròn thế nó bê nè thuần hồn mà. Chân chẳng là bồn thuần ca chỉ cú. Có vấn đề là sao là cụ thọt chân. Bồn mà nài thuần ca chỉ cú bản thế. How does it make you feel? Ta viên của nè mẹ rộng những mạch đại. Look at the picture, relate more to people about so far. How do you think? Ta đã cất dựng mạch đá để quạt mưa rộng ông bị sẵn. Read and listen, đọc and check. Hai nâng bình nhật mơ. Ta, bốn trăm sẽ đọc thêm một từ ngọt lía, hai cái tiếng mơ. Textbook 5.14.3. I love animals. They make me feel happy when I'm sad. Sometimes I feel lonely and sometimes I feel no one understands me. A worm understands me. When I think no one understands me, I talk to him. When I feel lonely, I talk to my dog. He doesn't talk back, but he listens to me. And I feel I have a friend. My dog is my best friend. Sometimes I think my dog is my only friend. When I feel bored, I play with my cat. He is always excited and loves to play. He is good when it is cold as well. He sits on me and makes me warm. Elephants are my favorite animal because they are big and beautiful. I think animals are better than people because they never get angry when you are good to them. Okay, tong lu prub bop prai phon snap tang ot khlie. I love animal, khnyom chou chat sat. They make me happy. Puok vie nang thuo oy khnyom samai chat. Neu pe dai khnyom kriem krom. Sad. Sometimes chun kal I feel lonely. Chúng ta khi nhóm mẹ rộng ai cả. And sometimes I feel hay chúng ta khi nhóm mẹ rộng thả. No one khi mẹ nào mà lẽ dù chất khi nhóm thế. Understand me. I won't understand me. I won't dù chất khi nhóm. When I think là bây giờ khi nhóm cất thả. No one khi mẹ nào mà lẽ dù chất khi nhóm.
I talk ខ្ញុំបាននិយាយទៅវា When I feel lonely នៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកា I talk to my dog ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ឆ្កែរបស់ខ្ញុំ He doesn't talk back គាត់មិននិយាយមកខ្ញុំទេណាបន្តទេ talk back But he listen ក៏ប៉ុន្តែវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ My dog ឆ្កែរបស់ខ្ញុំគឺ Cheers ជាមិត្តរបស់ខ្ញុំ My friend Sometimes I think ជួនកាលខ្ញុំគិត My dog is my only friend ខ្ញុំគិតថាឆ្កែរបស់ខ្ញុំគឺជាមិត្តភក្តិតែមួយគត់របស់ខ្ញុំ When I feel bored នៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា bored I play with ខ្ញុំលេងបងអបសុកឬក៏ធុញទ្រាន់ខ្ញុំលេងជាមួយឆ្មារបស់ខ្ញុំ He is always វាតែងតែរំភើបហើយចូលចិត្តលេង He is good វាល្អឬគាត់ល្អ When it is cold នៅពេលដែលវាត្រជាក់ as well ផងដែរHe sit គាត់អង្គុយនៅលើខ្ញុំ and make me ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំកក់ក្ដៅ Elephant are my favorite animal ដំរីគឺជាសត្វដែលចូលចិត្តជាងគេរបស់ខ្ញុំ Because ពីព្រោះពួកវាធំហើយស្រស់ស្អាត I think ខ្ញុំគិតថា animal សត្វគឺល្អប្រសើរជាងមនុស្សនេះ Because ពីព្រោះពួកវាមិនដែលខឹងនៅពេលដែលអ្នកល្អចំពោះយើងបើសិនបងស្រាប់អត់បានខ្លួនអាចស្រាប់លោកគ្រូបកប្រែសារ Answer the question in your notebook Who does Supal go to when he thinks people don't understand him? តើ Supal ទៅលោកចង់និយាយថាតើ Supal គឺទៅនរណានៅពេលដែលគាត់គិតថាមនុស្សនេះមិនយល់ពីគាត់អបហ៊ូដាហ៊ីថោកទូតើគាត់និយាយទៅកាន់នរណានៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថា lonely ឯកាហ៊ូលីសិនទូសុផតតើនរណាស្ដាប់ទៅសុផតហ៊ូអ៊ីសុផតបាយហ្វ្រេនតើមិត្តភក្តិដែលល្អបំផុតរបស់សុផតគឺជានរណាហ៊ូឡូវទូប្លេតើគាត់ចូលចិត្តលេងតើនរណាចូលចិត្តលេងWho make យើងពូមើលឃើញធម្មតាគេសាប់ឲ្យថាផើក្រោយ who នោះគឺយកជាឯកវចនៈយើងគម្រងគេថាអេ singular verb Who make Supal feel warm តើនរណាធ្វើឲ្យ Supal មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅ What Supal favorite animal តើសត្វដែលចូលចិត្តជាងគេរបស់ Supal នោះគឺអ្វី What does Supal think តើ Supal គិតអ្វីដែលល្អជាងមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងបងអាចមើលអត្ថបទនេះហើយអាចឆ្លើយដោយចម្លើយសំណួរទី1អញ្ចឹង Do you like animals? តើអ្នកចូលចិត្តសត្វទេ? What is your favorite animal? តើសត្វដែលចូលចិត្តជាងគេរបស់អ្នកនោះគឺអ្វី? Tell your partner ប្រាប់ដៃគូរបស់អ្នកCan you remember how do these people feel? Tell your partner. តើបងចាំទេតើរូបភាពទាំងអស់នេះនៅខាងលើមេរៀនរបស់យើងនោះ Look at the pictures. What are Dara and Bopha doing? តើ Dara ហើយនិង Bopha នឹងកំពុងធ្វើអី? How does Bopha feel? តើ Bopha មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ? ចុះបងចាំស្ដាប់ tape នឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់ខ្លួនអាចមើលនៅទំព័រខាងចុងដើម្បីផលិតមើលឲ្យបងយល់នៅការស្ដាប់អាថេបនីមួយៗធម្មតាបើសិនបងអត់បានបើកសុផលរបស់បងនៅខាងចុងទំព័រហ្នឹងថេបនឹងទេគឺបងពិបាកស្ដាប់ជាការតោះចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅចំណុច5.14.4 TypeScript 5.14.4
How are you today, Bopa? Games. It's a game. Guess how you are today? A guessing game. I love games and I love guessing. Okay, go. I don't have any friends. Everybody hates me. Excited? No, listen again. No one will play football with me. And even the teacher doesn't like me. Hungry. You are hungry today. Dara, not everyone is always hungry. I know. Sad. You are sad today. Yes, that's right. តោះលោកគ្រូបកប្រែអត្ថបទទេពនឹងចង់ឲ្យបងស្ដាប់បងចាំទៀងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលោកទំព័រទី217ទេព 5.14.4 ដារ៉ានិយាយ How are you today បុប្ផាតើអ្នកសុខសប្បាយទេបុប្ផាបាយឆ្លើយថា Yes ទីមើលIt's a game, which game? Dara, yay. Guess, Timur, how are you today? Nhạc sọc sọ bài ạ. A guessing game, là bài tu Timur. I love game, khuyên chui chất game. And I love guessing, hay khuyên chui chất tu tiên. Thông ra kê sập và khỏi lái, lao nó cứ bột ai anh chị. Okay, go. Bộ phà.Don't have any friend. มันมีมันแพ้กลับทีว้าว Everybody had me. เนี่ยรอเนี่ยสอบพยองว่าอันสมเรียนอยู่มั้ง Excited ลงเพิ่ม No. Listen again. สตาร์ทดอกเดียสมเรียนอยู่มั้ง No one will play football with me. มีนานามันเนี่ยนังเลงบาตัวชิมวยชมเตะให้สมใบแต่ครูก็มันช่วยจัดชมได้ដារ៉ានិយាយ hungry clean you hungry today អ្នកឃ្លានហ្នឹងនេះបុប្ផាថាដារ៉ា not everyone មិនអ្នករាល់គ្នាទេដែលតែតែឃ្លាននោះ I know ខ្ញុំដឹង said ក្រៀមក្រមហើយ you are said today អ្នកក្រៀមក្រមហ្នឹងថ្ងៃនេះបុប្ផានិយាយថា yes yes right អញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនស្ដាប់ការបកប្រែលោកគ្រូអត់តន់ទេគាត់អាចមើលនៅទំព័រchong nang hai ti sap sa tiet how are you today how to play ni kue ke leng game tiet hai chang lok kru mon aich riep chom thot chi video oi bon bon leng game ban te kruan te bok prap ponjol ta banok how to play robiep leng choose a feeling choe rue arom muoyWrite a short story សរសេររឿងខ្លីអំពីហេតុអីអ្នកមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹង Act for your friend សម្ដែងធ្វើសកម្មភាពឲ្យមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកទាយរបស់ពួកគេអ្នកទទួលបានមកពិន្ទុនៅពេលអ្នកទាយរបស់អ្នកអ្នកទទួលបានមកពិន្ទុដែរ I know how you feel ខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាLook at the picture, ក្រឡេកមើលរូបភាព How do the people feel? តាមលោកនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ Why had I talk to your partner? ចឹងបងមើលរូបភាពហើយចាំស្ដាប់ tape ណាបងចាំស្ដាប់ tape ណាហើយយើងមើលនេះតែម្ដង Might the people to the sentence 1 ចំពោះចាំស្ដាប់ចាំទៀងស្ដាប់ហ្នឹងហើយ My best friend មិត្តភក្តិដែលល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ doesn't like me មិនជឿចិត្តខ្ញុំទេ anymore តទៅទៀតណា My team won a football ក្រុមរបស់ខ្ញុំឈ្នះបាល់ទាត់I don't have any lunch. ខ្ញុំមិនហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ខ្លះទេ I don't have any friend. ខ្ញុំមិនមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីខ្លះទេទី5
I feel hot. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តៅហើយនឹងរងាហើយខ្ញុំមិនអាចឃើញច្បាស់ទេ Very well. Sick. I've got an A in math. មែនខ្ញុំទទួលបាននិទ្ទេសកម្រិត A នៅក្នុងកលិតវិជា I have nothing. ខ្ញុំគ្មានអ្វីធ្វើទេហើយគ្មានអីមើលដែរ I'm wet. ខ្ញុំទទឹកសើមហើយវានឹងគឺមានខ្យល់ខ្លាំងអញ្ចឹងបងចាំស្ដាប់ tape 5.14.5 Number 1 My best friend doesn't like me anymore. Number 2 My team won the football. Number 3 I don't have any lunch. Number 4 I don't have any friends or brothers or sisters. Number 5 I feel hot and cold and I can't see very well. Number 6 I got an A in math. Number 7 I have nothing to do and there's nothing on TV. Number 8 I'm wet and it's windy. ចង់បងមើលរូបភាពនេះបងអាចយកអក្សរទាំងអស់នេះយកមកដាក់នៅក្នុងប្រយោគមកបងនេះតាមមួយណារូបភាពមួយណាដែលតតពីអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះI know how you feel, how to play, work with a partner, drop something, drop ទម្លាក់ໄວៗទៅលើចិត្តផង Guess when your partner feel like this. ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវលេងហ្គេមបណ្ដាលសារគ្រូថតជាវីដេអូចុះអូនមិនអាចរៀនបានលេងហ្គេមអត់ទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកមើលមេរៀនវីដេអូលោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងមេរៀនទី14នេះនៅក្នុងមេរៀនទី14នេះគឺបងប្អូនយល់និងចេះប្រើប្រាស់នៅអារម្មណ៍ទៅប្រើគុណនាមទាំងសង្គមថាបងប្អូននឹងចេះចាំបានច្រើនជាងមុនដោយលោកគ្រូបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺបង្កើតឡើងផលិតឡើងគ្រាន់តែជំនួយស្មារតីរបស់បងប្អូនតែរៀនខ្សោយហើយបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះឡើងវិញដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនសាជាថ្មីសូមជម្រាបលា